Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evondev của mình. Ở video này á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái lệnh git reset ở trong git nha. Rồi thì mình sẽ ghi nó riêng ra đây, git reset. Rồi và mình sẽ ghi tiếng Việt cho các bạn ha. Lệnh này á dùng để reset ha. Reset lại các commit trước đó ha. Ví dụ khi mà chúng ta làm xong chúng ta thiếu, ví dụ chúng ta có ba cái commit đi, hoặc là chúng ta có ba file chúng ta nhưng mà chúng ta quên chúng ta add vào có hai file thôi, thì lúc này chúng ta muốn reset lại để add thêm một cái file nữa chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng lệnh git reset, hoặc đơn giản hơn nữa là chúng ta muốn không không phải là bỏ hết tất cả commit, tức là mình chúng ta sẽ reset lại hết tất cả các commit luôn, các state change quay lại trạng thái ban đầu luôn đó, hoặc là đơn giản là chúng ta quay lại cái trạng thái từ đầu và xóa hết tất cả những cái commit khác. Đấy, thì trong cái lệnh git reset này nó sẽ có ba cái như sau ha. Đầu tiên là git reset shop, git reset message và git reset ha. Cái lệnh này cũng khá là hay mà cũng khá là nguy hiểm nha. Rồi ở đây thì mình sẽ làm ví dụ cho các bạn. Ở trong cái thư mục style á, mình sẽ tạo một cái file là 1.css chẳng hạn. Rồi ha, mình tạo thêm tiếp một cái file là 2.css. Và tiếp tục mình sẽ tạo một cái file nữa là 3.css. Thì lúc này giả sử nha, mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ đưa một vào state change đó, và mình sẽ commit cho nó là edit edit one ha. Rồi thì lúc này mình thấy ủa chết cha rồi, mình quên rồi, đáng lẽ mình phải add thêm cái file là 2.css nữa và 3.css nữa, mà trong khi đó mình mới add một thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng lệnh đầu tiên, đó chính là git reset cái shop ha. Và chúng ta sẽ thêm cái thằng head vào đây. Head có nghĩa là cái commit mới nhất đó, tức là cái commit trước đó. Thì cái commit trước đó chúng ta mới làm đó là edit one đúng không? Thì chúng ta sẽ mở terminal lên, chúng ta gõ git reset ha. Get shop và head như thế này. Rồi khi chúng ta đã reset được rồi thì việc tiếp theo chúng ta cần làm, ví dụ chúng ta sẽ add thêm hai file này nữa là 2 và 3, dùng add 2 và 3 vào. Mình sẽ có là edit true entry, ví dụ như vậy. Đó. Vậy là xong, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Rồi cái lệnh tiếp theo á là lệnh là git reset message. Thì đây là cái lệnh mặc định ở trong git reset ha. Thì cái lệnh này khi chúng ta dùng nó thì nó sẽ các bạn nhớ khi mà chúng ta bấm dấu cộng này thì nó sẽ đi vào state change đúng không? Thì khi chúng ta sử dụng lệnh là git reset cái message á, tức là mặc định á, thì chúng ta có thể viết như thế này là thôi là được rồi. Đó, chúng ta viết như thế này thôi là được rồi. Thì những cái state change ở đây này nó sẽ bị xóa ha, tức là nó sẽ đưa về lại trạng thái là change, và những cái commit á cũng sẽ bị revert lại hết luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ để cho các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ dùng là git reset head này. Đó, git reset head ha, và mình sẽ viết cho các bạn xem. Ok. Thì lúc này ha các bạn để ý này. Mình sẽ có là git status ha, là đây. Và mình sẽ có git log ha. Git status là xem trạng thái thôi. Git log one line là chúng ta sẽ xem được những cái log mà chúng ta đã làm khi nãy. Thì khi nãy chúng ta có là edit one này ha, edit one thì chúng ta sẽ copy cái này, tức là cái ID của nó ha. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái terminal mới chỗ này. Đó, và chúng ta sử dụng là git reset. Thay vì chúng ta để head là cái last commit ha, thì chúng ta có thể để vào cái hash ID cũng được. Thì đây là cái hash ID của cái commit chúng ta để vào đây. Đây là mặc định của nó nha ha. Và chúng ta bấm enter. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy này. Unstated change after reset này là cái file là canonical.markdown. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây ha. Đây. Thì trước đó lúc đầu chưa có được cái này là chúng ta mới thêm vào này ha, và chúng ta mới có thấy ở đây. Và các bạn sẽ thấy này, cái file số 2 á và cái file số 3 khi nãy các bạn nhớ không? Ở khúc đặt cái khúc xin lỗi các bạn, mình nó bị lặp. Ở khúc trước á thì cái file số 2 và cái file số 3 là chúng ta đã add vào rồi, các bạn nhớ không? Cái chỗ mà đây này. Đây đây đây. Đó, chỗ này này. Đó. Tức là mình đã reset tại cái thời điểm này, tức là cái thời điểm là edit one. Thì cái tại cái thời điểm mà mình sử dụng là hash ID là edit one á thì mình chưa có làm cái edit true và tree đúng không? Cho nên là lúc này các bạn sẽ thấy là những cái commit mà sau cái thằng edit one này nó sẽ bị revert lại ở đây. Các bạn sẽ thấy đây là 2 và 3, cũng như là cái state change hồi nãy nó nằm trên này mà nó sẽ đưa xuống đây. Đó. Thì đó là cái lệnh thứ hai, đó là git reset head ha, hoặc là hash ID cũng được, hoặc là hash ID ha, thông qua cái lệnh là
là git get log ha, one line ha, thông qua cái lệnh là git get log one line là hash ID. Thì khi các bạn sử dụng lệnh là git reset shop á, hoặc là chỗ này thì các bạn lấy hash ID cũng được này. Đó. Thì các bạn vừa sử dụng lệnh là git reset shop hoặc là git reset hash hoặc là ID á, à, hay là message á, tức là mặc định. Đó. Thì cái à, cái code của chúng ta, những cái commit của chúng ta nó sẽ được reset lại và nó sẽ không bị mất code nha. Các bạn nhớ nó không bị mất, tức là nó chỉ giống như cái message này mình mới làm xong thì nó sẽ đưa những cái state chain khi nãy, tức là state chain nó ở trên này và nó sẽ đưa vào cái phần là chain đó. Và những cái commit ha, những cái commit trước đó thì nó cũng sẽ đưa lại, tức là nó sẽ revert lại luôn, reset lại luôn, là nó sẽ nằm ở đây. Đó, tại vì do là mình lắp one line, các bạn thấy là edit one nó nằm ở đây này, thấy không? Đó. Thì những cái commit sau đó ha, là sau đó là sau edit one là cái này thì nó sẽ được reset lại. Đó, reset đây thì các bạn sẽ thấy 2 và 3 ở đây. Và những cái state chain thì cái knowledge này khi nãy mình có sửa thì nó sẽ chạy vào state chain. Nhưng mà mình dùng lệnh là git reset message, tức là mặc định, đúng không? Lại cái tại cái hash ID này thì lúc này cái knowledge chấm markdown của mình nó sẽ chạy vào đây, nó chạy vào chain ha, chứ không phải là chạy vào state chain như thế này nữa. Đó ha. Rồi. Và một cái cuối cùng rất là hay ha và cũng rất là nguy hiểm, đó chính là git reset get hot ha. Các bạn có thể truyền vào là hash hoặc là hash ID luôn. Cái này rất là nguy hiểm ở chỗ là khi các bạn reset lại nó sẽ xóa luôn những cái commit sau đó. Các bạn sẽ thấy nha, cái file số 2 và file số 3 có ở đây đúng không? Và ở trong cái thằng thư mục style sẽ có là 2 và 3. Nhưng giả sử mình lấy cái này nè, mình lấy cái này nha, mình sẽ copy nó và mình sẽ chạy lại cái lệnh cho các bạn xem. Mình sẽ dùng là git reset hash và mình sẽ truyền cái hash ID vào. Hoặc là mình sẽ dùng hash là cái commit trước đó ha. Mình sẽ dùng hash như đây. Đó, thì lúc này nó sẽ quay lại hash lúc này á, nó sẽ quay lại cái chỗ là edit one. À, tức là nó sẽ add là edit one. Tức là cái mới nhất, đúng không? Cái mới nhất là edit one, tại vì cái 2 và 3 là mình đã khi nãy mình đã revert lại rồi, mình đã reset lại rồi thông qua reset là message ở đây rồi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy cái gì? Cái canal lịch trong markdown của mình nó mất luôn rồi này. Các bạn thấy không? Khi nãy mình có ghi cho các bạn là git reset các lệnh các kiểu đó. Thì tại thời điểm là cái commit của edit one á thì cái canal lịch này mình chưa có cập nhật. Cho nên là các bạn thấy không? Nó mất hết luôn. Rất là nguy hiểm. Đó, ví dụ nè, bây giờ mình nói là mình có cái này đúng không? Mình sẽ dùng là git. Các bạn lưu ý nha, cái này là cái last commit, tức là cái commit trước đó nha. Còn bây giờ là mình sẽ reset tại cái thời điểm là edit one này luôn. Git reset. Ok, edit one thì mình sẽ xem tiếp. À, edit one là nằm ở đây. Tức là 2,3 là có rồi đúng không? 2,3 là có rồi. Mình sẽ mở thêm một cái terminal nữa, git log, git lại. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ thấy là edit one nó sẽ nằm ở đây. Rồi, nó sẽ nằm ở đây. Và chúng ta sẽ thấy là tại thời điểm này là 2 và 3 đã có rồi đúng không? 2 và 3 đã có rồi. À, cái canal lịch thì nó bị xóa là đúng rồi, nhưng mà cái 2 và 3 nó sẽ có. Tại sao cái 2 và 3 nó không bị xóa ha? Tại vì hai cái này là mình chưa có commit ha, mình chưa có commit cho nên là nó chưa bị xóa. Thì bây giờ mình sẽ commit nó. À, mình sẽ bấm vào vào state chain ha, và mình sẽ commit nó, mình sẽ ghi lại nha. Mình sẽ ghi là edit true and true ha, true and true again như thế này. Rồi mình commit nó. Từ khi mà mình commit nó rồi thì các bạn sẽ đi nè, mình sẽ viết lại cái log này, viết lại nha. Thì các bạn sẽ thấy nè, edit true and true again. Thì lúc này trong cái commit chúng ta thì nó đã có là edit one và edit true and true again, thì chắc chắn nó sẽ có là file số 1, file số 2 và file số 3. Nhưng khi mà mình sử dụng lệnh là git reset hot á, mà mình quay lại cái edit one này thì lúc này hai cái này nó sẽ bị xóa luôn. Các bạn nhìn này ha. Đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức là file số 3.css và file số 2.css sẽ bị xóa ngay. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ quay lại cái thời điểm là edit one, tức là chỗ này. Thì edit 2 và edit 3 nó sẽ không có. Tức là lúc này nó quay lại thời điểm này đúng không? Thì lúc này hai thằng này nó sẽ bị xóa. À, tức là xin lỗi các bạn, cái commit hash này nó sẽ bị xóa. Thì lúc này á, thì lúc đó cái thời điểm mà mình edit true và true á, tức là mình đã add hai cái file là 2 và 3. Nhưng mà mình đã reset tại thời điểm là edit one rồi.
cho nên là 233 sẽ bị xóa. Thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức trong thư mục style nó sẽ không còn 233 nữa. Thì cái lệnh git reset á, đây nè, khi nãy mình ghi cho các bạn mà mình gỡ ấy, mình sẽ ghi lại nha. Git reset thì mặc định á, mặc định là git reset ha. Ok, message test ha, hoặc là hash id. Ở đây nó có ghi nè. Rồi tiếp tục thì mình sẽ có là short ha, và đây là hash. Hash là cái nguy hiểm nhất cho nên các bạn cẩn thận nha. Còn message, message đó là mặc định, tức là nó sẽ loại bỏ những cái unstage và commit luôn đó, không phải loại bỏ mà nó reset lại, tức là reset trước khi mà chúng ta commit đó, trước khi mà chúng ta commit và trước khi mà chúng ta đưa vào state chain ha. Đó. Còn thằng shop á, là chỉ đơn giản là ví dụ khi mà chúng ta quên add file thôi, thì chúng ta muốn reset lại để add file mới á, thì chúng ta sử dụng shop là được rồi ha. Còn một cách hay hơn nữa đó chính là sử dụng git revert, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn cái đó ở video tới nha. Còn ở video này thì mình chỉ cho các bạn lệnh git reset thôi đó, để cho các bạn hiểu về git reset tương tận hơn ở trong cái video này đó. Các bạn nhớ cho mình ha. Đây. Mình sẽ ghi cho các bạn ha, ghi chỗ này luôn. Lệnh này rất nguy hiểm nhé, nên cẩn thận khi dùng. Nó sẽ xóa những commit trước đó nếu có nhé. Còn lệnh này, lệnh này thì nó sẽ reset những commit trước đó ha, và những state chain. State chain tức là khi mà chúng ta bấm dấu cộng á, các bạn nhớ không, chúng ta bấm dấu cộng này thì nó sẽ nằm vào state chain. Thì khi chúng ta sử dụng lệnh git reset message á, thì nó sẽ đưa cái này vào lại, giống như thế này này đó, tức là nó sẽ đưa vào lại cái phần là chain ha. Còn thằng này á, là lệnh này á, chỉ đơn giản là khi chúng ta muốn khi chúng ta quên ha, quên add một file nào đó và chỉ muốn add thêm vào ha, sau khi reset đó. Đơn giản là khi chúng ta quên add một file nào đó và chỉ muốn add thêm, tức là sau khi chúng ta reset lại cái commit trước đó và chúng ta muốn thêm một file nữa, thì lúc này khi mà chúng ta push lên á, thì nó sẽ hiểu là cái commit mới nhất ha sẽ là hai file. Ví dụ khi mình nói là file số 1 và file số 2.set đi ha, thì git commit của mình để là 1 và 2. Rồi, mình vừa dùng là git reset shop quay lại cái trước đó đúng không? Thì lúc này mình sẽ dùng là git add cái số 3 và git commit là edit all file. Thì lúc này khi mà mình push code lên server, xin lỗi các bạn, push code lên GitHub á, thì nó sẽ có là file số 1, file số 2, file số 3 và cái lệnh commit của mình sẽ là all file. Đó, các bạn hiểu đơn giản là như vậy ha. Tiếp ha, mình sẽ ghi cho các bạn là order, ví dụ như là git log one line ha, tức là log ra những commit ha. Những commit. Log ra những cái commit thôi để chúng ta biết được là chúng ta sẽ lấy được cái ID này, tức là commit ID hoặc hash ID ở đây. Hình như mình để là commit ID thì nó nghe nó hay hơn ha. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy được những cái commit ID để chúng ta có thể reset lại. Đó. Rồi git status ha, dùng để kiểm tra trạng thái của các file ha. Đó, của các file tức là cái file đó là modifier hay là bị xóa hay là untracked các kiểu, thì các bạn sẽ thấy đây nè. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi ls ha. Ls tức là hiển thị danh sách các file thôi, cũng không có gì ha. Như các bạn gọi ls này, thì nó sẽ hiện ra những cái file ở trong cái dự án của chúng ta, thì sẽ có là thư mục image, index.html, knowledge và thư mục style ha. Clear thì chúng ta sẽ xóa ha. Hiển thị danh sách. Còn clear thì nó sẽ clear terminal thôi. Những cái này thì mình sẽ ghi lại và sẽ đẩy lên cho các bạn để cho nó dễ hơn ha. Nó sẽ là git basic ha.
Git add, git commit, git push. Rồi branch, branch này. Git pull, cái này là cái branch rồi đúng không? Git revert, revert thì chúng ta chưa học đúng không? Reset, git log. Rồi những cái này á, thì chúng ta sẽ để nó để ra những cái mục riêng để chúng ta xử lý ha. Conflict code này. Rồi ở video tới á, thì mình sẽ cho các bạn về thằng git revert ha, để xem thử là nó giống và khác git reset như thế nào. Thì ở video này á thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi ha. Rồi thì ở đây mình sẽ đưa nó vào state chain. Mình sẽ update canal let's talk. Commit và push lên ha, để cho các bạn lấy về. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình sẽ có ok, nó sẽ báo là git pull trước. Ok, mình sẽ pull pull về để lấy code mới nhất về. Rồi ok, quit push lên. Đó thì chúng ta sẽ có là những cái này. Đây là last month hả? Ủa, mình có nhầm không ta? À, nó lên rồi. Ok. Update acknowledge này, mới đây luôn này. Kia mình xóa rồi đúng không? Mình xóa. Ủa, có này ta. Có một AB luôn này. Tại là khi nào mình pull về. À, khi nào mình pull về nên nó có. Và mình sẽ commit, commit hết rồi. À, mình ở thêm mục là xin lỗi các bạn, mình đã nhắn là update content. Thì lúc này mình sẽ tạo một cái pull request ha. Mình sẽ tạo pull request từ đâu, từ update content, và mình sẽ mở vào master. Đó, mình sẽ có những cái này. Rồi mình sẽ mở vào master compassion. Rồi able to merge rồi. Mình tại sao cái button nó mất tiêu ta? Cái button merge không hiểu lắm, không biết nó nằm ở đâu luôn. À, chà chà, mình chưa đăng nhập. Sign in. Sorry các bạn, mình chưa đăng nhập. Đó, có rồi này. Lú đầu luôn. Đó, mình sẽ bấm create pull request, thì cái này mình đã chỉ cho các bạn rồi. Ok, không có lỗi gì hết. Merge và confirm merge. Delete branch ha. Rồi quay lại learning git và github thì chúng ta sẽ có là 2 minutes ago ha, chúng ta sẽ có là update canalis. Và star chúng ta sẽ có là 1 ha, A và B, tại vì A B hồi nãy là chúng ta xóa ở dưới local thôi, tức là nó ở dưới máy chúng ta thôi. Tại vì mình đã push nó lên rồi, mình đã push nó lên. Cái đó là mình push lâu rồi ha, chứ không phải là ở trong cái video này. Nên là các bạn sẽ thấy như vậy thôi. Thực chất là chúng ta khi nào chúng ta làm, chúng ta đã xóa rồi. Rồi, ở video này thì chúng ta sẽ, xin lỗi các bạn ha, mình đã học được về thằng git reset rồi. À, tức là giúp cho các bạn hiểu về các lệnh này khi sử dụng nha. Các bạn nhớ là cái thằng này rất là nguy hiểm này. Còn thằng này nó ok, sử dụng được và không bị lỗi gì, không bị mất code. Nhưng mà sử dụng git reset á, thì nó sẽ bị mất code, rất là nguy hiểm nha. Ở video tới thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thằng git revert, và để xem thử là nó có giống và khác cái reset như thế nào nha. Và còn rất là nhiều video khác nữa, ví dụ như là rebase và merge, rồi git fetch và git pull khác nhau như thế nào, rồi là xử lý conflict code ra sao. Còn rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên channel của mình sắp tới nha.